Chào mừng các bạn đến với kênh Toán học đam mê. Lựa chọn danh sách phát khi theo dõi kênh giúp các bạn ôn tập các chủ đề một cách có hệ thống và đạt hiệu quả cao. Trong video ngày hôm nay, thầy chia sẻ với các bạn dạng toán số 3, xét tính đơn điệu của hàm số dựa vào đồ thị hàm số y bằng f'(x). Phương pháp: từ đồ thị hàm số y bằng f'(x), chúng ta rút ra được dấu f'(x. Thì từ dấu f'(x về cơ bản ta có thể làm được cái dạng toán này rồi. Tuy nhiên thì lời khuyên chung dành cho tất cả các bạn là các bạn nên lập bảng biến thiên và rút ra kết luận. Lý do thầy khuyên các bạn nên lập bảng biến thiên và rút ra kết luận. Thứ nhất là nó sẽ không tốn quá của các bạn đến 10 giây. Lý do thứ hai là nếu như các bạn chỉ dựa vào dấu f'(x) thôi thì các bạn rất dễ nhầm lẫn, bởi vì mọi thứ là các bạn hình dung trong đầu. Khi các bạn lập bảng biến thiên ra thì tất cả mọi yếu tố về hàm f(x) là nó hiện lên bảng biến thiên, nó đập vào mắt các bạn là các bạn sẽ không bị nhầm lẫn. Và chính vì thế các bạn có lý do thứ ba là lập bảng biến thiên ra các bạn sẽ không có cơ hội mất điểm dạng toán này. Thì đi vào bài tập số 1. Cho đồ thị hàm f'(x), hàm số f(x) đồng biến trên khoảng nào? Dưới đây. Các bạn hay nhầm lẫn như này, các bạn hay nhầm lẫn đây là đồ thị hàm số f(x). Như vậy thì các bạn thấy đường đi lên này, như vậy đồng biến trên khoảng từ âm vô cùng đến 1 đi lên này. Đồng biến trên khoảng 2 đến dương vô cùng. Các bạn có thể chọn D. Đây này, âm vô cùng đến 1. Các bạn chọn C. Để 2 đến dương vô cùng thì chọn A, loại B. Như vậy đấy là hay nhầm lẫn. Nếu ta nhìn nhận vào đây là đồ thị hàm số y bằng f(x). Tuy nhiên ta nhìn nhận đây là đồ thị hàm số y bằng f'(x), ta sẽ làm này. Từ đồ thị này giống là phần nào nằm phía trên trục hoành, giống vào tức là y' mang dấu dương. Cắt trục hoành tức là tại điểm đó y' bằng 0. Phần nào đồ thị nào nằm phía dưới trục hoành là y' âm. Do đó là các bạn có thể thấy là trên khoảng từ 2 đến dương vô cùng y' dương, hàm đồng biến. Trên khoảng từ âm vô cùng đến 2 y' nhỏ hơn hoặc bằng 0. Bằng 0 tại điểm 1, hàm nghịch biến. Tuy nhiên thì các bạn lập bảng biến thiên ra đã có này. Đấy. Trên khoảng từ 2 đến dương vô cùng, phần đồ thị hàm số nằm phía trên trục hoành nên y' dương. Đây nằm phía dưới trục hoành. Tại điểm 1 và 2 y' bằng 0. Qua điểm 1 y' không đổi dấu, nó vẫn nghịch biến. Các bạn thể hiện được hết trên bảng biến thiên. Họ chỉ hỏi tính đơn điệu thì ta chỉ cần thể hiện bảng biến thiên như này thôi. Rồi nhìn vào đây thì ta có thể thấy là nó đồng biến trên khoảng từ 2 đến dương vô cùng. Chọn đáp án A. Câu số 2. Cho hàm số f(x) có đạo hàm liên tục trên R, biết đồ thị hàm f'(x). Đây, họ hỏi là chọn khẳng định sai trong số 4 khẳng định này. Đây, các bạn làm khoảng 5 giây để làm. Rồi các bạn quan sát thầy làm này. Đồ thị hàm số f'(x) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là -2 và 1 nên đạo hàm tại hai điểm này bằng 0. Đây, phần đồ thị nằm trên trục hoành đạo hàm dương. Phần đồ thị nằm phía dưới trục hoành đạo hàm âm. Do đó ta có bảng biến thiên. Tại đây bằng 0. Đạo hàm dương. Nhìn vào bảng biến thiên ta nhìn vào đáp án ta kết luận này. Hàm số đồng biến trên khoảng âm 2 đến 1, chính xác. Đồng biến, đạo hàm dương. Hàm số nghịch biến trên khoảng âm 1 đến 1, âm 1 nằm đây. Trên khoảng âm 1 đến 1 đạo hàm dương, như vậy hàm đồng biến không thể nghịch biến, như vậy đáp án B là sai này. Các bạn quan sát thầy có thể xử lý đáp án C này. Hàm số đồng biến trên khoảng 1 đến dương vô cùng, trên khoảng 1 đến dương vô cùng hàm đồng biến. Hàm số nghịch biến trên khoảng âm vô cùng đến âm 2. Nghịch biến trên khoảng âm vô cùng đến âm 2. Đấy. Như vậy đáp án B là đáp án sai. Ta chọn đáp án B. Câu 3. Cho hàm f(x) có đạo hàm liên tục trên R và hàm f'(x) có đồ thị như thế này. Chọn khẳng định đúng. Rồi các bạn làm 5 giây. Rồi các bạn quan sát thầy làm này. đồ thị các trục hoành tại điểm có hoành độ trừ 1 và 1 đạo hàm tại hai điểm này bằng 0. Toàn bộ phần đồ thị nằm phía trên trục hoành đạo hàm luôn dương. Do đó ta có bảng biến thiên đạo hàm dương. Ta xử lý các đạo hàm số có đúng một điểm cực đại. Ta thấy này, tại các điểm làm cho đạo hàm bằng 0 thì đạo hàm không đổi dấu. Như vậy hàm số không có điểm cực đại nào. Đáp án A sai. Hàm số nghịch biến trên khoảng âm vô cùng đến âm 1 và 0 đến 1. Đạo hàm luôn dương, hàm đồng biến. Đáp án B sai. Hàm số đồng biến trên R, đạo hàm luôn dương và chỉ bằng 0 tại hai điểm. Cho nên là hàm số đồng biến trên R. Đáp án C đúng. Hàm số có hai điểm cực tiểu, đạo hàm không đổi dấu, hàm số không có cực tệ. Như vậy đáp án D sai. Như vậy ta chọn đáp án C. Câu số 4, cách hỏi hoàn toàn tương tự. Các bạn làm trong 7 giây. Rồi các bạn quan sát thầy làm. Đồ thị cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 0 và hoành độ bằng 2. Như vậy đạo hàm bằng 0 tại hai điểm này. Phần đồ thị nằm phía trên trục hoành, như vậy đạo hàm dương. Phần đồ thị nằm phía dưới trục hoành, đạo hàm âm. Ta có bảng biến thiên. Rồi ta xử lý đáp án. Hàm số nghịch biến trên khoảng âm vô cùng đến 0. Đây, hàm số đồng biến, đáp án A sai. Hàm số có hai điểm cực trị. Đạo hàm không đổi dấu tại điểm này, đây không phải là cực trị. Đạo hàm đổi dấu, đây là điểm cực trị. Đáp án B sai, chỉ có một điểm cực trị. Hàm số có một điểm cực tiểu, đây không phải là cực trị. Đổi dấu từ dương sang âm, đây là cực đại. Đáp án C sai. Hàm số đồng biến trên khoảng âm vô cùng đến 2, đồng biến. Nghịch biến trên khoảng 2 đến dương vô cùng, đáp án D đúng. Chọn đáp án D. Câu số 5, cho đồ thị hàm f(x) như hình. Chọn khẳng định đúng. Các bạn làm hoàn toàn tương tự. Các bạn quan sát thầy làm. Đồ thị cắt trục hoành tại hai điểm có hoành độ bằng 0 và bằng 2. Như vậy tại đây đạo hàm bằng 0. Phần đồ thị nằm trên trục hoành đạo hàm dương. Phần đồ thị nằm phía dưới trục hoành đạo hàm âm. Do đó ta có bảng biến thiên. Nhìn vào bảng biến thiên ta kết luận này. Ta nhìn fx nghịch biến trên khoảng 1 đến dương vô cùng. 1 nằm đây. Như vậy từ 1 đến 2 hàm đồng biến rồi lại nghịch biến. Như vậy nó không nghịch biến trên khoảng từ 1 đến dương vô cùng. Đáp án A sai. B. Hàm đồng biến trên khoảng 0,2. Hàm đồng biến trên khoảng 0,2. Đáp án B đúng. Hàm số có đúng một điểm cực trị. Đạo hàm đổi dấu từ âm sang dương. Đây điểm cực tiểu. Đổi dấu từ dương sang âm. Đây điểm cực đại. Như vậy đáp án C sai. Hàm số đồng biến trên khoảng âm vô cùng đến 1. 1 nằm đây. Từ âm vô cùng đến 0 hàm nghịch biến. Như vậy đáp án D sai. Chọn đáp án B. Câu số 6. Cho đồ thị hàm số f(x) như hình. Chọn khẳng định đúng. Rồi các bạn làm trong 5 giây. Các bạn quan sát thầy làm. Đạo hàm bằng 0 tại điểm trừ 4 và 0. Trên khoảng âm vô cùng đến trừ 4 đạo hàm dương. Phần đồ thị nằm trên. Trên khoảng 0 đến dương vô cùng đạo hàm dương. Trên khoảng âm 4 đến 0 đạo hàm âm. Và ta có bảng biến thiên. Nhìn vào bảng biến thiên ta kết luận là hàm số đạt cực tiểu tại x bằng trừ 2. Không bằng 0 tại điểm trừ 2 nằm đây này. Tại đây nó không bằng 0. Như vậy là đáp án A sai. Hàm số đồng biến trên khoảng âm 2 đến dương vô cùng. Âm 2 nằm đây. Âm 2 đến 0 hàm nghịch biến. Như vậy đáp án B sai. Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị. Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị. Hoàn toàn chính xác. Và C đúng. Hàm số đồng biến trên R. Đạo hàm dương để âm. Đây hàm số nghịch biến trên khoảng âm 4 đến 0. Như vậy đáp án D sai. Như vậy đáp án C là đáp án đúng. Chọn đáp án C. Câu số 7. Cho hàm f(x) có đồ thị như hình. Chọn khẳng định đúng. Cách làm hoàn toàn tương tự, các bạn làm trong 5 giây. Các bạn quan sát thầy làm. Tại điểm x bằng 2 đạo hàm bằng 0. Phần đồ thị nằm trên trục hoành đạo hàm dương. Phần đồ thị nằm dưới trục hoành đạo hàm âm. Ta có bảng biến thiên. Từ bảng biến thiên ta xử lý đáp án. Hàm số không có cực trị. Các bạn thấy đạo hàm đổi dấu từ âm sang dương. Đây là điểm cực tiểu. Đáp án A sai. Hàm số đồng biến trên R. Nhìn thấy hàm số nghịch biến trên khoảng từ âm vô cùng đến 2. Đáp án B sai. Hàm số đồng biến trên khoảng 2 đến dương vô cùng. Đây. Đáp án C đúng. Kết luận đáp án D luôn này. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng f tại 2. Đây, f tại 2 đây. Các bạn thấy nó giảm xuống f2 rồi nó lại tăng từ f2 tăng lên như vậy. F2 là giá trị nhỏ nhất của hàm số. Do đó các đáp án D này sai. Chọn phương án C. Cho đồ thị hàm f' như hình. Chọn khẳng định sai. Đấy, các bạn làm trong ít giây. Các bạn quan sát thầy làm. Tại điểm 1/2 đạo hàm bằng 0. Phần đồ thị nằm trên trục hoành trên khoảng từ âm vô cùng đến 1/2 đạo hàm dương. Đạo hàm âm. Ta có bảng biến thiên. Như này. Nhìn vào bảng biến thiên ta kết luận này. Hàm số không có cực trị. Ta thấy đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm. Như vậy đáp án A là đáp án sai luôn. Họ nói chọn khẳng định sai. Ta chọn đáp án A luôn. Nhưng mà ta sẽ tiếp. Hàm số đạt cực đại tại x bằng 2. Đổi dấu từ dương sang âm. Đây là điểm cực đại. Đáp án B đúng. Hàm số đồng biến trên khoảng âm vô cùng đến 1/2. Âm vô cùng đến 1/2. Đáp án C đúng. Giá trị lớn nhất của hàm số bằng f tại 1/2. Đây. Tăng đến f tại 1/2. Rồi giảm từ f tại 1/2 giảm xuống. Đây là giá trị lớn nhất của hàm số. Đáp án D đúng. Bài họ yêu cầu chọn khẳng định sai. Như vậy ta chọn đáp án A là khẳng định sai. Câu số 9. Cho đồ thị hàm f' như hình. Chọn khẳng định đúng. Rồi các bạn làm hoàn toàn tương tự. Các bạn quan sát thầy làm. Tại điểm x bằng 1 đạo hàm không xác định. Phần đồ thị luôn nằm dưới trục hoành đạo hàm âm. Do đó ta có bảng biến thiên. Nhìn vào bảng biến thiên ta thấy này. Hàm số đồng biến trên khoảng 1 đến dương vô cùng, nghịch biến trên khoảng âm vô cùng đến 1. Ta quan sát này. Trên khoảng 1 đến dương vô cùng hàm nghịch biến đạo hàm âm. Đáp án A sai. Hàm số nghịch biến trên khoảng 1 đến dương vô cùng, đồng biến trên khoảng âm vô cùng đến 1. Đáp án B cũng sai. Nó nghịch biến trên khoảng âm vô cùng đến 1. Hàm số đồng biến trên khoảng âm vô cùng đến 1. Đáp án C sai. Đáp án D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng âm vô cùng đến 1 và 1 đến dương vô cùng. Đạo hàm âm, hàm nghịch biến. Đáp án D đúng. Chọn khẳng định D. Câu số 10. Cho hàm fx có đồ thị hàm f' như hình vẽ. Chọn khẳng định sai. Các bạn làm trong vài giây. Các bạn quan sát thầy làm. Tại điểm x bằng 1, f' không xác định. Đồ thị hàm f' luôn nằm phía trên trục hoành đạo hàm dương. Ta có bảng biến thiên. Từ bảng biến thiên này chúng ta xử lý đáp án. Hàm số đồng biến trên các khoảng âm vô cùng đến 1 và 1 đến dương vô cùng. Đạo hàm dương, hàm số đồng biến trên các khoảng này. Đáp án A đúng. Họ yêu cầu chọn khẳng định sai. Như vậy ta loại đáp án A. Hàm số không có cực trị. Đạo hàm không đổi dấu. Như vậy hàm số không có cực trị. Đáp án B đúng. Loại đáp án B. Hàm số không có giá trị lớn nhất trên khoảng 1 đến dương vô cùng. Các bạn quan sát này. Đây là khoảng từ 1 đến dương vô cùng. Nếu như mà hàm số có giá trị lớn nhất thì sẽ đạt được tại đầu mút dương vô cùng này. Nhưng mà đầu mút dương vô cùng này là số rất lớn không có thực. Đấy. Như vậy giá trị tại đầu mút này là không có. Cho nên là hàm số không có giá trị tại đầu mút này. Do đó nó không có giá trị lớn nhất. Và đáp án C đúng. Loại đáp án C. Hàm số đồng biến trên khoảng âm vô cùng đến 1 và nghịch biến trên khoảng 1 đến dương vô cùng. Đồng biến trên khoảng âm vô cùng đến 1, nghịch biến trên khoảng 1 đến dương vô cùng. Như vậy đồng biến trên khoảng 1 đến dương vô cùng. Đáp án D là đáp án sai. Chọn đáp án D. Như vậy thầy đã vừa trình bày xong cho các bạn dạng toán số 3 xét tính đơn điệu của hàm số dựa vào đồ thị hàm số y bằng f'(x). Mọi ý kiến thắc mắc các bạn có thể để lại bình luận dưới kênh Toán Học Đam Mê của thầy. Các bạn có thể ủng hộ thầy bằng cách đăng ký kênh, like và share, nhấn chuông để nhận những video tiếp theo của thầy. Và cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.